Chào mừng các bạn đến với kênh Máy Chế Biến Gỗ Quá Đi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một hệ thống mà sẽ gỗ tròn tự động. Cụ thể các bạn thấy không? Sau khi mà gỗ tròn á sẽ được băng tải cấp phôi xuống đây, thì sẽ có một hệ thống nâng hạ đưa lên để xe phôi cho đúng vị trí mà cần. Các bạn xem lại đây. Đó, băng tải đưa vào, rồi sẽ rạch qua để đưa xuống đây. Sẽ có một cơ cấu nâng lên để xây thanh gỗ của chúng ta cho đúng chiều mà chúng ta cần. Rồi sau đó hệ thống này sẽ tự động hạ xuống và băng tải sẽ đưa phôi của mình vào máy xẻ gỗ tròn. Đây các bạn cùng xem video. Đây. Với thiết kế là điều chỉnh các nút nhấn quen thuộc giúp cho người công nhân có thể là thao tác dễ dàng. Sau khi gỗ của chúng ta đi vào máy xẻ gỗ tròn thì đây với các đường kính mà gỗ và giống như kích thước lưỡi mà chúng ta đã lắp tự động thì sẽ ra được một cái gỗ hộp như ý muốn. Cụ thể sau khi phôi chúng ta đi vào thì bây giờ đây qua hệ thống sẽ gỗ tròn. Các bạn thấy không? Hết sức là nhẹ nhàng. Thì tiếp theo đó chính là máy tách gỗ bìa. Sau khi qua gỗ tròn thì sẽ hai bên bìa sẽ được tách ra và rớt xuống băng tải. Sẽ có một băng tải tự động cuốn phôi lên cho người công nhân có thể lấy và đưa qua máy rong bìa để lấy lại, tận dụng lại những phần gỗ mà dư thừa. Sau khi mà qua máy mà tách gỗ bìa thì sẽ đến băng tải để chạm xuống qua để chuyển qua máy xẻ gỗ hộp. Đây, sau khi chạm sensor nó sẽ đưa cây gỗ hộp chúng ta qua. Sau khi gỗ hộp qua băng tải tự định tâm thì nó sẽ định tâm lại để đưa vào máy xẻ gỗ hộp. Lên và gọi bằng số hotline để vào phần mô tả bên dưới để sở hữu ngay cho mình một dàn máy vô cùng